Ok, hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người với kênh của mình. Mình là Chucky. Thì hôm nay mình đã chơi Minecraft map. Thì nói chung là map này tên là Detective Dan, có nghĩa là thám tử Dan. Mình không biết cái từ Dan này có biết là cái map của ông Dan hay là cái tên ngẫu nhiên thôi. Đây là hai thằng tác giả nè. Rồi, trời ơi, quá trời quy luật luôn mẹ ơi. Map này nói chung là chơi một người nè, không chết, không hát, không sủ nhi này nọ nè. Rồi cốt truyện là bạn là thám tử lừng danh Dan West, và chỉ làm luôn luôn làm cho những cái kẻ tình nghi bối rối, và bạn làm việc cho một cái điệp viên bí mật ở Woodcliff cho một cái khoảng được một lúc rồi, và mọi thứ đã trở nên khá là yên ắng cho đến khi bạn bật cái radio lên và nghe thứ gì đó nghe rất là sốc. Bởi đầu quay là cái này được làm vào năm 1980, những năm 1980 cái ngày đó là 6 tháng 3, cho những người ngu ngốc ngày 3 tháng 6 năm 1981. Ok, bây giờ là phải đi theo những cái manh mối rồi cái hiên thì để mình phá án. Nói chung mình là thám tử lừng danh Jackie Dan, cái bếp gì. Rồi bây giờ là bắt đầu game nào. Mình hy vọng là mình không có tối lắm. Và đây là hai người tác giả của mình nè. Ok, Freeson. Yeah, mình đang đi ngủ xong. Bây giờ là Detective 5. Mình nói vậy nè. Bây giờ bật radio lên nào. Radio đã và có tin chấn động đây. Lần đầu kể từ 5 năm thì vào khoảng 10 giờ rưỡi tối hôm qua thì một kẻ sát nhân đã xảy ra ở Saffronland, và chúng tôi đã mất dấu hắn rồi, và nạn nhân là khoảng 23 tuổi, Stacy Burst là cái tên của chúng ta, bị chết do bị bắn vào đầu. Oh shit, trời ơi, thật là nhẫn tâm, chúng ta phải đi phá án nào. Rồi xong rồi cái điện thoại vang lên, bạn là thật là không thể tin được, thật là hư cấu bằng một cách nào đó. Dù sao thì mình cũng nên nhấc điện thoại lên, và đây là trường hợp khẩn cấp. Giờ nhiệm vụ là bây giờ đi xuống xuống lầu, phải không? Xuống lầu ở nha, cầu thang đi xuống nè, hy vọng là có gì đó hay ho. Ô, giờ của mình nè. Đây là điện thoại mình, phải không? Hello, bạn cầm điện thoại lên. Hey, xin chào, tôi là Dan West đây, thám tử lừng danh đây. Ê Dan, chúng tôi cần bạn đến sở cảnh sát ngay bây giờ, tôi sẽ đến đó ngay. Bây giờ nhiệm vụ là đến đó, phải không? Giờ phải lên lầu. Bây giờ là mình đi xuống gara qua cánh cửa ở dưới tầng hầm, và mình đến cái kia đâu rồi. Rest me, phải không? Bấm vào đây để lên xe. Ô, mình lên xe rồi nè. Nhanh vậy, mình lên xe rồi hả? Wow. Oh man, tôi biết là tôi đã không ở trong thành phố này trong khoảng khá lâu rồi, nhưng mà nó nhìn cái thành phố này cũng khá là đẹp, khá là lạ. Rồi được rồi, bây giờ là đến lúc mình phải đến cái đồn cảnh sát. Ok, Ruby Skin. Hello Ruby Skin. Thằng này, ui, thôi, anh ơi, em xin lỗi, em lỡ. Chết cha rồi, áo đó mình để, mình hay lấy được vũ khí đó không? AK-47 vậy nè. Mình có cái Deagle, bắn được không? Không, mấy cái này chỉ là cái đồ hàng chơi thôi à. Magnum mà, súng giỏ, fuck. Mẹ mình phá nhà ta rồi, bye bye. Tommy Rizzo, cho mày cầm nè, đó. Đã bị đóng cửa. Ồ, tội nghiệp vãi. Đây là World Clip. Đây là cái vòng cho văn phòng thám tử á. Đoàn Room nè, rồi Reception Wanda. Xin lỗi bà. Reception Wanda Taylor. Dan Desk thì giờ ngồi xuống hả? Cái bàn mình giờ sao ngồi xuống? Bây giờ phải đến phòng giám sát này, không phải nhà mình đâu. Nhà mình ở đâu nhờ? Đây hả? John Apartment. Hello John. Sony. Đây chính là cái thang máy nè. Julia July. Rồi bây giờ cái đồ ngân sách đâu? One Fast God Go. Bao. Oh shit, nhìn mặt mày thấy ghê quá à, tao dám vô đâu. Đây là Bus Manor. Cảnh sát là không được vào. Đây là cái phòng hiện trường này bạn ơi. Hiện trường vụ án nè. Nhưng mà mình được cái vô đây không? Mình phải nói gì? Nó nói bây giờ là mình phải hiện trường, đúng rồi, đây là hiện trường mà. Giờ mình từ từ để mình muốn coi cái này có gì không. Okay. Hello. Xin chào ông Rat. Hello DNA. Đây là cái máy xét nghiệm DNA nè.
đây là prisoner Luke, đây là thằng ngựa tù nè. Bạn có muốn nói chuyện với tù nhân Luke không? Yes. Ê, trời ơi, cái nhà tù này rất là kinh khủng. Nhưng tôi đang hỏi cái như là tôi đang muốn yêu cầu vào cái nhà tắm và họ giống như là ơ chứ tôi đã không có nhà tắm đâu, và tôi như là điên khùng lên vậy. Cậu nghe thức là rất là tệ hại nha. Đúng rồi, như là bạn anh không phải tin nổi đâu. Man, tôi là Nazi. Ok, nói chung là mình nói chuyện với thằng tù nhân thôi, nhưng biết thằng này có liên quan đến vụ án không mình cũng không biết. Phá án mà. Dead End, đây là cuối cả thành phố rồi. Trời ơi, sao gì mà lỗ Redstone lum đi đó vậy? What the hell? Nói chung là mình sẽ vô cái hiện trường vụ án nè. Hello anh cảnh sát. Bạn có muốn nói chuyện với officer không? Nói. Ok. Xin chào đó anh. Cái hiện trường vụ án đang ở trên lầu. Tôi đã kiểm tra ở trên đó rồi. Cô ấy đã bị bắn trên vào đầu và viên đạn đã vẫn còn dính trên đó. Shit, ghê vãi. Dính trên đầu luôn hả? Anh nên thử lên lầu xem đi. Ew, nghe tôi sẽ lên lầu ngay. Ok. Tôi sẽ gặp anh ở trên lầu. Nhiệm vụ là lên lầu tìm hiện trường vụ án. Ok. Ở nhà cũng được nha. Cái gì đây? Một cái cúp. Cống. Cái tự nhiên không có người ta bỏ vô đây không phải là vô ích đâu. Mình vô đây thôi. Thật là tuyệt vời. Tôi sẽ thử cái DNA cho mọi người, cho cảnh sát xem sau khi tôi nói mọi người. Ok. Mình có nên scan như bây giờ không bạn? Mình nên scan luôn cái DNA cái cúp nha. Hello. Đường nào nhé? Đường này đúng không? Đây. Scan được không? Ok. Beep 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 pop. Đang tính toán. Ok, mình đang scan nè. Đang scan cái này nè. Ok, đã scan thành công rồi. Liệu có dấu vân tay của ai không? Chúng ta cùng xem. DNA của Johnny New West. Cái gì? Johnny. Anh ta trông có vẻ là rất là tốt đấy. Dường như không phải rồi. Tôi nên quay lại và nói chuyện với anh ấy. Nhiệm vụ là quay lại nói chuyện với Johnny. Johnny là ông nội nào? Nói chung là cái cúp á, nó có dính cái vân tay của thằng Johnny. Hình như nãy mình thầy gặp thằng Johnny ở đâu á. Johnny. Ok Johnny nè bạn, đi Johnny nè. Bây giờ bạn có muốn nói chuyện với Johnny không? Yes. Tôi đã tìm được cái cúp mà có dấu vân tay của anh ở trong hiện trường. Anh hãy kiểm tra khai hết cho tôi đi. Không, tôi đã bị dàn xếp rồi. Tôi hứa là tôi đã không có làm gì hết. Tôi đã không bao giờ đến nhà của cô ấy trước đó. Bây giờ mình đang suy nghĩ nè. Tôi nghĩ là tôi tin anh ấy không có cách nào để giết cô ấy cả. Ok, nói chung là mình tạm thời mình tin thằng này. Thì thằng đó nó nói là nó sẽ nó không có đến nhà của cái bà kia. Có nghĩa là thằng này nó nói nó vô tội. Ok. Pick an option. Option như nè. Pick an option. Bây giờ là mình chọn cái lựa chọn nè. Giờ tin anh ấy hoặc là mình sẽ tin anh ấy hoặc là mình sẽ bắt. Nói chung là mình chưa có đủ cái bằng chứng gì hết. Mình sẽ tin anh ấy đi. Ok, tin nè. Bây giờ tôi tin anh rồi. Bây giờ anh hãy tập thời tin nha. Bây giờ mình sẽ quay lại nó với Paul ở hiện trường. Ok. Nói chung là Paul, yes. Sao mình chưa gặp Paul nói chuyện rồi. Yes, ok, yes. Là block could be play. Wow. Ôi, hiện trường này bạn ơi. Đây là bà dì quên mẹ rồi. Nói chung là một cái bà gì đó. Bà bị dính nè, bà đạn nè, đạn nó găm vào tường luôn nè. Là sao bà lại chết hay? Ôi, sao tôi xin lỗi bà. Xin lỗi. Còn gì nữa không? Ở đây một cái dính ra ngoài phải không? Ê Bao, tôi đã tìm ra cái cúp với dính cái DNA của Johnny. Tôi đã đến và gặp anh ấy và anh ấy nói là anh ấy vô tội. Tôi nghĩ là tôi tin anh ấy. Rồi thằng Bao cảnh sát nói rằng tôi không biết Dan, tôi sẽ tin anh một lần nữa. Bây giờ là tôi muốn tôi đã biết là Johnny đã không phải là kẻ sát nhân rồi. Vậy là ai là kẻ sát nhân? Tôi không biết nữa nhưng mà nó là có sự giữa Tommy và Anden. Nghĩa là này nó nghi ngờ hai người này nè. Tại sao anh không đến cái phòng của Stacy và xem manh mối nào? Được rồi, bây giờ là xuống phòng của Stacy để xem manh mối phải không? Phòng này phải không? Mr. Michael Burst hả? Phòng Stacy là phòng mẹ nào? Từ từ.
nó xuống phòng của Tây Si hả? Ở đâu? Phòng của Tây Si ở đâu? Hay là lên lầu nó mới cho ok. Có quá nhiều sách vở nữa, mình dọn lại một nơi cho nó gọn gàng đã. Đó, 8 cuốn sách, 11 cuốn này. Tại sao mình nói chuyện nữa nè? À, cái này giống như là cái bản copy của tại sao mà Tommy lại bắn. Và đó chính là cái motif, là cái động cơ và tôi nên đến nói chuyện với Tommy. Bây giờ nói chuyện với Tommy, ok. Nghĩa là tự mình chỉ đọc sách mà coi. Gửi thanh tra y tế, tôi gần đây đã đến nhà của Timmy và nhận ra rằng sự thật là nó cái đồ ăn của họ tệ đến mức nào. Khi chúng tôi đã có món đồ ăn, một cái quả chanh, và tôi đã thấy phát hiện ra một cái thứ gì đó kỳ quái trong cái món kỳ quái màu vàng vàng trong cái đồ ăn của tôi, như là nước tiểu gì á. Ghê vãi. Tôi đã đặt hàng một con gà mà lại dính nước đã Popeye, nên tôi đã đặt gà và con gà đã còn sống hả, chưa chín hả, ghê á. Và ngày hôm sau tôi bị ngộ độc thực phẩm. Tôi đặt hàng cái món dâu, bánh dâu á, bánh dâu tây cho món tráng miệng, và tôi đã thấy một cái gì đó màu nâu nâu rất là lạ ở trong cái món bánh dâu tây, mà vị nó rất là ghê tởm. Và tôi muốn các anh đến đó và kiểm tra ngay lập tức. Stacy ghê vãi, đi nhà hàng mà ngồi đồ thực phẩm. Ok, nói chung là mình sẽ đến cái, nói chung là mình, đây là câu chuyện của Stacy. Mình sẽ đến nhà của thằng Tommy để điều tra, và tất nhiên mình không thể ra ngoài được. Mình cũng chẳng hiểu tại sao. Đây nè, holy shit, mình thấy còn phòng nữa, là phòng master room, là phòng chồng của nó hả, như chồng nó hay sao á. Nói chung là mình sẽ đến của tiệm bánh của Tommy, lý do là bà Stacy bị đồ phẩm, và có khi là cái thằng đó nó bịt đồ mối. Bà ơi, nghe bà này nói chuyện nhiều quá, cái xong rồi muốn giết đi bịt đồ mối. Ok, Tommy work clip nè, like lắm. Hey, anh ấy đã đi rồi. Tôi nghĩ là anh ấy đã biết ra rằng giờ tôi đang tìm anh ấy. Hey, chờ đã, có cái gì đó đã bị vỡ dưới đây, gãy dưới đây. Tôi đã bị rơi xuống. Phải, mình đang đâu vậy? Có rất là nhiều cái nút nha, mình bị chặn vô phòng. Cái gì vậy? Bấm cái này vô không được nè. Tommy đi show nè bạn, nó đang cầm súng nè. Well, giống như là mày đã tìm ra tao đúng không, con chuột bé nhỏ. Tao biết mày chính là Tommy, và ngay từ đầu mày đã là một thằng ăn trộm mà. Mày đã cướp đi cái tiền của tao. Pin refer cái gì cơ? Xin lỗi, lộn người. Anyway, thì tại sao mày làm thế? Có hai lý do này là thủ phạm nè. Một, tao muốn con nhỏ đó cầm mồm cho tao cái ở trong cái nhà hàng. Mày cái đây là cái cuộc sống của tao. Hai là ISM lại nói với tao là mày muốn biết gì nữa không? Bây giờ mày đi chạy hình nào? Ok. Bây giờ mày đừng có nhanh như thế. Chúng ta đã được cái thằng giúp mày bạn, thằng Paul đến giúp mày nào. Crap. Shit. Và cuối cùng chúng ta đã bắt được anh ấy. Wow. Vụ án nhanh vờ cờ lờ ra bạn ơi. Hay lắm Dan. Tôi biết là anh có thể làm được mà. Wow, phá án đúng nhanh luôn mày ơi, và mình chưa đọc xong dòng chữ. Cái xong rồi bắt được thủ phạm rồi, nhanh vờ lờ ra. Bây giờ chúng ta đã tìm được một cái vụ án mới nữa. Cái gì như thế? Cảm ơn đã chơi map của chúng tôi. Nói chung thì map hơi bị sida một chút quá bạn. Dù sao thì mình cũng nên tôn trọng khán giả. Nói chung là cái map này mà dài ra một chút nữa là mình chắc chắn là sẽ rất là hay. Nói chung là mình sẽ kể lại tình hình là cái bà Stacy, bà ăn ngộ độc thực phẩm 3 lần bị hết, cái bà báo cho công an. Cái xong rồi cái thằng đầu bếp nó tức quá nên thằng đầu bếp nó giết bà để bịt đầu mối, để muốn làm ăn cho tốt hơn. Nói chung là vậy, hết phim. Nói chung đây là phần 1 của tác giả, thì mong hy vọng các bạn sẽ ủng hộ mắt của hai người này. Ok, thì nếu hết series này của mình thì nhớ like và subscribe để mình có động lực tiếp nha. Ok, bye bye mọi người.